bánh thôi. Chụp hình rồi. Ơ mở cái nào cho ta cái này được không? Đây ạ. À. Cái chắc nè. Như vậy là sau khi mà chúng ta cập nhật được những cái thông tin của án thì ví dụ như câu hỏi là nếu như công việc 1 là công việc 2 được 100%, công việc 3 được 85% và công việc 4 được 20%, hỏi tổng dự án chúng ta thực hiện được 30% khối lượng công việc, đúng không? Đấy, chúng ta cũng biết để trả lời. Ở đây các bạn có thể xem nhé, công việc này này, đấy, bắt đầu vào ngày 14 tháng 4 đúng không? Chúng ta có thể nhập ngày cụ thể của nó vào, nhá. Theo kế hoạch nó sẽ bắt đầu vào ngày 14 tháng 4, nhưng cô ví dụ như bắt đầu muộn hơn một ngày, hoặc ok, đúng không ạ? Như vậy, công việc này đẩy lùi đến một ngày, đúng chưa? Đấy, và chúng ta sẽ thấy là nó sẽ bị ảnh hưởng của cái công việc này chậm trễ đến tiến độ dự án, đúng không? Ví dụ là chú nhìn vào đây này, chú nhìn vào đây. Câu hỏi là như vừa rồi nhá, một câu là công việc này là kết thúc vào ngày này, ví dụ như là công việc này bắt đầu vào ngày này, thì dự án chúng ta sẽ kết thúc vào ngày bao nhiêu, đúng không? Đấy, mọi sự thay đổi ở đây các bạn nhé, nó sẽ theo thực tế. Ở tiếp theo nhé, đấy là phần là tiến độ này, ví dụ như đây là tôi xong việc là 100% đi, 100%. Hôm trước nói rồi, hay bạn không nhớ nhỉ? Có nhớ như vậy hôm trước không? Rồi, ví dụ như cái này 25%, đúng nhá? Đây, như đây là cô đã có một số công việc như này, và các bạn thấy những công việc nào đang thực hiện thì nó không còn màu đỏ, nó không còn màu đỏ nữa. Đấy, và nếu như theo yêu cầu là dự án này của chúng ta đang bị chậm mất 2 ngày thì chúng ta phải thế này làm gì các bạn? Và thế này là sao? Phải thế này là điều chỉnh những công việc này đúng không? Điều chỉnh những công việc đòi hỏi của xã hội này, những công việc đã và đang thực hiện thì tức là cái công việc này có thể rút ngắn lại được vì nó chưa thực hiện xong, nhưng công việc đã thực hiện xong rồi thì là thôi không còn cách nào nữa, đúng không? Đấy, như vậy là chúng ta có điều thể điều chỉnh vào những công việc đằng sau này, đúng không? Và tại một cái thời điểm này là thời điểm chúng ta đánh giá về mặt tiến độ, đúng không? Về mặt tiến độ này, lát nữa sẽ là về mặt chi phí này. Thì nếu như tiến độ đã bị chậm thì chúng ta phải điều chỉnh, đúng không ạ? Điều chỉnh là phải điều chỉnh những công việc đằng sau này. Và như vậy từ đây đến này chúng ta lại điều chỉnh. Và sau cái thời điểm chúng ta đánh giá rồi, chúng ta lại lưu nó lại các bạn nhé. Lưu lại dưới dạng một baseline khác. Cái baseline đấy lại là cơ sở chúng ta đánh giá cho cái dự án tiếp theo. Và cái việc triển khai dự án ở cái giai đoạn tiếp theo. Đây là cái phần là tiến độ. Chúng ta sang cái phần chi phí này. Vẫn ở khung nhìn này các bạn nhé. Checking run. Các bạn chọn view này. Chúng ta chọn là table. Trong cái này, table này, nó sẽ có cái phần cost. Kết quả, đúng không? Đây chúng ta sẽ lấy này. Cấu trúc nhé. Đấy, thì ở trong này có một phần fixed cost nhé. Đấy, thì có thể nói là bao nhiêu những cái chi phí phát sinh nó vào đây, nó vẫn còn cái chi phí cố định. Đầu tiên là fixed cost, sau là fixed cost accrued, tức là chúng ta tính một cái fixed cost như nào. Đây là tổng chi phí đúng không? Tổng chi phí, đây là chi phí theo kế hoạch, đúng không ạ? Đấy, đây là cái sự sai khác của chi phí. Sự sai khác của chi phí. Và đây là cái chi phí thực tế. Và mình thấy đây là chi phí thực tế. Ở đây hình như là hôm trước thì cô đã dạy các bạn rồi nhé. Bạn một lần như người này cũng là ở đây chúng ta đã có một cái sự, tức là đã nhập một cái giá trị mới. Tức là ở đây các bạn nhìn thấy nhá, đây là baseline này, nhá. Và đây là theo kế hoạch là cái baseline này. Và đây là cách mua này, là cái chi phí thực tế, đúng không ạ? Chi phí thực tế. Và chi phí thực tế ở đây là mình chi thực tế. Và khi mà cái chi phí thực tế khác với cái chi phí theo kế hoạch thì nó sẽ tính ra được cái phần sai khác. Đấy,
và cái size khác thì đây nó sẽ là chúng ta được gì là tổng giá trị nhá. Đấy, đây là một lần là trước đã lưu với slide của các bạn nhé. Bây giờ ví dụ như là có nhập giá trị mới. Đấy, thì lúc này khi mà nhập giá trị mới này cầm cầm đây nó tính cho chúng ta đây là tổng chi phí phải trả phần này đúng nhá. Quay đi là phần này. Đấy, và quay lúc này quay phần phát sinh lên nữa nó lại chuyển sang phần fixed cost của chúng ta. Đấy nhá. Đấy, và cái thực tế này các bạn nhé, cái thực tế này này, đấy, được nhập khi mà công việc của chúng ta đã hoàn thành 100%, còn đây công việc chưa hoàn thành 100% thì các bạn không thể nhập được. Đấy, có nghĩa là khi nào công việc của chúng ta đã hoàn thành rồi thì chúng ta sẽ nhập được chi phí thực tế của mình đấy, còn nếu như chưa kết thúc thì chúng ta không thể nhập được, và tất cả những cái giá trị này nó sẽ tính theo phần trăm. Ví dụ như vừa rồi là 75% thì nó tính ra ta đã chi thực tế ở phần này, còn lại phần này. Đấy, và tổng của nó là hai cái bằng nhau. Còn khi nào cái này hoàn thành 100% rồi, ví dụ cho 100% nhé. Đấy, và bây giờ chúng ta sẽ là gì nhỉ? Nhập cái giá trị mà chúng ta chi thực tế vậy. Đấy, thì lúc này nó sẽ tính ra cho chúng ta được là gì nhỉ? Cái chi phí mà sai khác là bao nhiêu. Đấy, ví dụ như này là cho một số nhỏ hơn đi. Đấy, à, 19, 19 19 mình nhập 20 13 đúng không? Đấy, thì đây chúng ta sẽ thấy là khi của chi phí nó nhỏ hơn này thì ở đây nó là chi âm, đúng không? Như vậy đánh giá từng công việc là công việc đấy là chi phí ít hơn hay nhiều hơn thì chúng ta có thể xem được. Và tổng dự án đúng không? Tổng dự án chúng ta xem là đang vượt chi phí dự trù hay là dưới chi phí dự trù, chúng ta có thể xem ở đây. Đấy, và lưu ý những công việc như thế này. Đấy, thì là không. Đấy, bây giờ trong một góc nhìn như này để các bạn hiểu và đánh giá được thì chúng ta sẽ có những cái câu hỏi. Ví dụ nếu như cái công việc số 4 của chúng ta ấy hoàn thành được 75% thì chi phí còn lại là bao nhiêu? Đấy, còn không phải 75 mà là 18% chẳng hạn, nó là như vậy thì chi trong một chi phí còn lại này là bao nhiêu, thì chúng ta biết đây cái phần remaining là cái phần chi phí còn lại của nó, đúng không? Đấy, hay là chi phí thực tế trong cái công việc là một công việc hai này này là thế này. Đấy, hỏi là gì nhỉ? Cái này đã vượt chi phí hay là gọi là dưới dự trù và nó là bao nhiêu, đúng không? Đấy, như vậy là chúng ta nhập vào chúng ta xem một cái phần sai khác này, hoặc là xem cái phần fixed cost nhưng mà xem một phần sai khác, hiểu không bạn nhỉ? Đấy, như vậy nếu như là chúng ta đi ấy, thì chúng ta sẽ biết về là gì, học dự án, hiểu dự án, hiểu thông tin nào là cần dùng cho việc gì. Đấy, còn khi mà chúng ta kiểm tra thì chúng ta lại có biết điều chỉnh dự án hay đổi dự án ở cái bước là gì nhỉ? Lập kế hoạch. Còn khi mà đã kiểm tra đã thi các bạn nhé, là các bạn phải hiểu tương tự dự án từng trong từng cái phần này, có thể hỏi bất kỳ những câu dù rất là các bạn nói rất là lớn phần đấy, nhưng mà sẽ phải để bạn hiểu cái dự án đấy hay không, đúng không? Còn cái đơn giản như này, công việc mất thời gian nó như thế nào, đúng không? Công việc có tính chất định kỳ như thế nào, công việc tổng nó như thế nào, đúng không? Đấy, để bạn đánh giá là bạn hiểu từng cái mục như này. Ừ, đúng nhỉ? Đấy, như vậy các bạn ơi, có hỏi gì không? Có hỏi gì không? Các hỏi thì cô sẽ trực tiếp cô trả lời luôn trên này. Đây là cái nhìn các bạn nhé. Thì các bạn sẽ thấy là cái phần trăm hoàn thành nó nằm trong trong này này. Thấy không? Đấy, đi ở trong trong này. Đấy, còn nếu các bạn nhìn ở trên kia đâu? Đấy, thì nó nằm phía bên ngoài. Thấy không? Đấy. Và chỉ có nhìn ở trước kia đâu thì bạn mới thấy được, đánh giá được là cái này khác với cái cũ như thế nào. Đặt.